Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Dragon City và Mia Thanh Eji đây. Thì nếu như em là thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Ở đây thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là đi lấy thêm các cái điểm coin thôi. Mình đang có là 4.450 điểm đúng không? Và cái này nó sẽ kết thúc vào ngày mai. Ngày mai, ngày kia gì đó nhỉ? 21:42 thì ngày mai nó sẽ kết thúc cái sự kiện này rồi, đúng không? À, và hình như ngày mai sẽ đến cái sự kiện Heroic. Sự kiện Heroic lần này thì sẽ là một con rồng Pixel. Nhiều bạn bảo đẹp, nhiều bạn bảo xấu, nhưng mà mình thấy nó cũng có một cái nét đẹp riêng nào đấy. Ngày mai như sẽ đến Heroic rồi anh em. Và ngày mai thì mình sẽ được mua miếng đất với giảm giá là 121 game rồi. Mai mình sẽ mua một miếng này, 121 game. 121 game và nâng cấp cái này lên là 120 game, nó sẽ là 240 game tất cả. Rồi, và mình sẽ đi cố gắng đánh kiếm thêm một ít game nữa để chúng ta vào cuộc đua. Thật ra thì đua thì nó cũng chẳng cần game đâu. Mình chắc chắn là như đua không cần game một chút nào cả. Và cũng không cần quan tâm đến bất kỳ thằng nào hack cả. Mình chỉ cần đạt đến cấp mốc 15 là chúng ta sẽ nhận được phần thưởng thôi. Không quan tâm mấy thằng kia. Như lần trước mình đua mình có được nhất đâu, nhưng mà mình vẫn được Heroic, hai con Heroic đàng hoàng. Đua chay luôn đấy. Dùng có vài game thôi. Ok, hôm nay thì ta sẽ có một con rồng mới ở đây. Con này là con gì? Con này thì nó là một con Trust Dragon. À, con rồng hám ếch đi mà. Mình thay gọi này là thế. Hệ nước, hệ lá và hệ pua. Mình sẽ bỏ bớt một con hệ lá đây này. Trên này ta sẽ có một cái môi trường hệ lá thì vậy. Ờ, đây này, hai đây hệ nước à. Mình cần là cần môi trường hệ lá cơ. Hệ lá đây, ví dụ đây môi trường hệ lá chẳng hạn. Có con nào hệ nước không? Chuyển bớt sang nước đi. Hệ lá, hệ lửa này, tetra, đây là hệ băng giá, đây hệ nước rồi. Mình sẽ bỏ cái con ở trong này đi, mình có rất nhiều con trùng. Mấy con này là ngày trước là mình dùng để lai giống đây mà. Thật ra bây giờ cũng không cần đó. Thật sự không cần một chút nào nữa. Mình sẽ cho con rồng này di chuyển sang bên cái môi trường hệ nước này. Sau đó cho con rồng hàm ếch của chúng ta vào trong môi trường hệ lá. Đó. Đây sẽ là con rồng mới của chúng ta, con Trust Dragon. Nhìn trông bé bé, trông hài với ta. Rồi, và chúng ta hình như mắc điểm đấy. Hình như mình mắc điểm rồi. Và cái sự kiện này còn diễn ra trong vòng bao nhiêu ngày ấy nhỉ? Cái event này còn diễn ra trong vòng 21 ngày thôi mà mình vẫn chưa đủ được cái con rồng này. Thế mới bực mình chứ. Sẽ không được thêm điểm coin đâu. Đây chính là con rồng mới của chúng ta nhá. Đấy, anh em để thấy đây. Khá là đẹp. Và mình sẽ xem cái thông tin của nó trên mạng nhá, để review cho anh em xem. Thì bình thường thì chúng ta sẽ xem tất cả thông tin về lịch sử của nó này, tất cả các skill của nó có thể lên này, và như thế nào đấy nữa. Đây, Toss Dragon, rồng hàm ếch đi, mình gọi là rồng hàm ếch cho nhanh. Chiêu physical, chiêu vật lý sẽ là Mystery Water 800, yếu quá. B2 thiên nhiên 1350 từ kén giấy à, kèn giấy à. Bão táp thành mưa axit 1200, thôi miên thành năng lượng thuần khiết 1500. Có mỗi chiêu này là khỏe nhất này, hệ pua. Và bạn có thể tìm thấy con rồng hàm ếch vào buổi tối từ cái gì ấy? Khó hiểu quá. Bạn sẽ không có nhiều cuộc trò chuyện với nó bởi vì nó không có tính gì ấy, xã hội và nóng bức á. Nó có xu hướng chơi khi tiếp cận những con rồng đáng sợ. Khá là khó hiểu, gì khá khó hiểu. Rồi thì chúng ta sẽ tắt cái này đi cho đỡ lag này. Và mình sẽ cần quay trở lại với thế giới Dragon City của mình. Mình sẽ cho nó tiến hóa lên nhá. Nào, nó sẽ làm tác dụng gì á? Ô ô ô, đầu nó sẽ to, nó dọa. Khi chơi những con rồng khác thì nó sẽ dọa những con rồng kia, làm nó sợ chạy mất dép luôn đấy. Nhìn này, mắt to chuẩn bị nổ như kiểu quả bóng bay nhỉ. Và chúng ta sẽ cho nó lên cấp 4 tiến hóa rồi này. Nào nào, ủ đúng là con ếch mà, cái lưỡi dài đúng là con ếch luôn đấy. Còn mỗi thiếu mỗi ộp ộp thôi là thành con ếch luôn.
Đây cấp 7 này. Wow wow. Con này không biết anh em có chưa? Có thể một số người chưa có. Tại vì nó không có trong sự kiện mà phải like ra. À không like được chứ, mà phải sưu tập ra chứ. Chứ chắc anh em đã có hết đâu nhá. Rồi mình sẽ đặt tên nó là gì đây? Anh em mình muốn đặt tên là gì hãy comment ngay xuống phía dưới nhé. Ok. Và chúng ta sẽ tiếp tục là like cái gì đây nhỉ? Hiện tại mình đang like cái quái gì nhỉ? À, Master Natural đây rồi. Hay rồi. Tuyệt vời mà trời rồi anh em. Mình còn thiếu một con blue thôi. Mình sẽ xem rất là nhiều anh em chỉ mình nhớ cái công thức like blue ở trên YouTube. Mình sẽ xem lại cái video đó nhá. Ok. Cái video YouTube đây. Sáng là con rồng bắn cung đây. Hậu nghệ là mình mới có một con thôi. Blue Lagoon lấy con nước chính gốc với con kim loại chính gốc sẽ ra được rất hiệu quả. Ok, có vẻ sẽ được. Và các bạn trên Facebook cũng đã gửi cho mình một cái công thức thì phải. Đây đây chính là công thức đây. Đây 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 đây, chúng ta sẽ có công thức đây. Cấp 10 hệ nguyên chất này, hệ nguyên chất và một con Blizzard nước và kim loại là được không ạ? Sẽ có tỷ lệ là 32.26% like ra được. Nhưng mà cần Centauri à? Vãi lúa rồi. Mình không có Centauri thì mình làm sao được? Yêu cầu đây phải anh em phải nói chính xác là phải cần Centauri hay không? Không có nhỉ? Link của Blizzard và Metro. Vấn đề ta sẽ like kiểu gì đây? Mình sẽ chưa biết cách like con này ra kiểu gì cả. Anh em ấy hãy comment những ý kiến ấy, phải ghi đầy đủ là like con gì này, cấp độ yêu cầu này, có cần Centauri hay không. Mình sẽ ưu tiên những công thức mà không cần Centauri nhá. Tại vì cái Centauri thì mình để tập trung like cho con ấy rồi. Chúng ta sẽ tập trung like cho con Apocalypse rồi. Vì thế mình chỉ còn hai cái ô chấm như thế này thôi. Đấy. Công thức đầu tiên đấy. Mình sẽ cần một con blue nhá, chính xác blue nhá, không blue dragon này, không cần Centauri này, một con này. Và thêm một con nữa ở trong cái quyển sách, từ từ mình sẽ tìm lại quyển sách kia. Tắt cái này đi. Tiếp theo mình sẽ cần một con mang tên là Weaven. Weaven không Centauri nhé anh em. Cần khu bảo tồn thì mình hoàn toàn có thể tìm ở trên mạng, còn không cần khu bảo tồn cơ. Đấy, rồi, hai con đấy trước mắt đã. Mình sẽ để đây vậy. Chúng ta sẽ thu hoạch thêm thức ăn đấy. Ở đây thì cái hòm của chúng ta đang đến cái bao nhiêu điểm ở đây? Ở phía này anh em làm rất chăm chỉ nhá. Và những anh em nào không làm thì mình sẽ kích ra khỏi team nhá, để tuyển thêm những người mới vào. Những người chăm chỉ làm được chưa? Rất là chăm chỉ làm này. Ví dụ như bạn mới vào làm rất là chăm chỉ luôn. 246. Đấy. Sắp lên cấp 4 rồi thì còn một ngày 3 tiếng nữa. Cố gắng, mình cũng sẽ cố gắng like giống rồng. Nào và mình sẽ vào trong cái phần chiến đấu thôi. Arena. Arena trước. Arena cần đổi lại rồng cái. Mấy con rồng kia của mình đâu? Doflamingo này. Và vũ trụ sẽ khỏe hơn không? Đúng không? Vũ trụ bóng tối, băng giá và lửa. Đấy, như thế này là hợp lý hơn là cho cái con kia vào. Cho hơn, hợp lý hơn là cho con Enru thần sấm vào. Mình sẽ tăng công lên cho nó. Không kịp, còn 2 phút nữa mới tăng công được à? Hơi điên nhỉ. Wow, 2 comets thôi, chịu chịu. Nhìn cấp 40 thì thấy choáng rồi. Đây rồi, đánh được, đánh được. Ánh sáng Terra. Đánh tốt. Nào, chiến thôi. Thế nhưng mình thấy mình có thể chiến được tốt. Mình sẽ x2 lên này. Ánh sáng, ánh sáng. Bình tĩnh thôi anh ơi. Đánh, thật sự bình tĩnh thôi. Ánh sáng đã được tăng đam à. 18.000 này. Nó 71k máu kìa. Ai da. Khỏe phết đấy. Chẳng phải yếu đâu. Pua lại cộng đi. Khỏe kinh khủng ấy. 16.000. Khá là vất vả để đánh nó đây.
pua lai cộng này. Mãi mới chết được này. Còn tận 19.000 cơ. Cứ còn chưa chết nổi ý. Vậy lúa rồi. Đó, một mình con này nó chấp cả ba luôn kìa. Thật sự kinh hoàng đấy, break hole. Ra này. Nó không chịu khắc chế mình đâu. Let's go. Wow. Thấm vãi trưởng à. Để nói thấm vãi trưởng. Mày không chết à? Nổ 17.000. Bobo, may là hai con sau nó yếu ấy. Không nó cân cả team luôn. Ghost Cloud. Đánh bại nó. Ánh sáng à? Ánh sáng bóng tối thôi. Hạ được cái con cấp 32 cả là một vấn đề kinh khủng luôn đấy. Sự nó quá khỏe. Ok, cho đã xong cái này. Mình sẽ được thêm 3 phút nữa nó mới hồi lại cái kia cả. Tin rồi, khỏe quá. 30 này, 29 và 28. 30 một mình, con cân 2 Celestial nó đã cân gần như cả team rồi. Đánh sao? Không biết đánh được không? 2 Celestial, mình sẽ cần bóng tối để đánh con Electrostatic này. Agent à? Của Agent hơi nghĩa hơi khó. Thật sự hơi khó so với cái trận như này đấy. Nó đánh trước ấy chứ. Cày vãi. Đánh đi. Lên. Tiến lên. Sợ vãi nhờ. Đánh đi nào. Đánh đánh sẽ tầm thấm lắm. Đánh tam thấm lắm. Pua lai cộng mà. 17.000 máu. Mình còn 10.000 thôi. Mình để lát hit vậy. Nào. Pua lai cộng. Đối đầu pua lai cộng 18 này. Chết rồi. Sao đánh được có 15 nhỉ? Ngớ ngẩn thật, mình yếu hơn mà mình còn đánh được nhiều hơn máu hơn máu nó. Agent. Con này yếu mà. 3 phát sẽ chết. Nó đánh sẽ mất khoảng còn 10k máu nữa kìa. Đổi dòng. Đổi sang con này đi. Black hole, hố đen vũ trụ. Hơn 10.000. Chiến binh à. Sấm sét à. Black hole này. Hai phát là chết thôi. Tiểu hành tinh à. May mình không bị khắc hệ nha. Chết. Một trận đấu khá là khó khăn. Còn hai xe tiểu mình không cần nó khỏe đến thế. Nào chúng ta Apocalypse Legend, lửa, chiến binh nó có băng giá nữa này, hơi mệt. Jumping và Forest Lost. Được, đánh được. Cần đổi con kia lên trước là được mà. Đây. Doflamingo. Và tấn công thôi. Nào, let's go, vào thôi. Không vấn đề gì quá đáng sợ cả. Sử dụng một chiêu này, xong dùng một chiêu nữa là ok thôi mà. Ồ, oh, máu giảm xuống khá là trầm trọng ạ, nghiêm trọng quá nhờ. Warfish, một bé đã chết. Hệ pua này. Chiến thôi. Ngon vãi trưởng. Đợi mãi. Nó ánh sáng đúng không? Ánh sáng thì bóng tối thôi. Bóng tối thì sao cũng nó thôi. Ghost Cloud 32k. Nó sẽ còn khoảng 13k nữa. Ok, chúng ta đã hạ gục xong con này luôn. Victory này. Và chúng ta sẽ còn 21 giây nữa. Mình sẽ đợi khoảng 20 giây nữa để nó đánh đỡ phí. 2 Dream, 2 Comet. Chịu rồi. Đây rồi, team mày ăn tốt. Cũng chẳng phải ăn tốt đâu. Cũng khó đấy. À có băng giá kìa. Ánh sáng kìa, được, đánh được. Mình sẽ đợi 3 giây nữa, 2 giây và 1 giây. Fighting. Chiến đấu nào. Không cần búp công, mình vẫn ăn tốt bọn này mà. Nào, đổi dòng. Cần một chiêu thôi. Có cấp 30 à. Nó C, bọn này chưa luyện à. Ánh sáng này. Ôi băng giá.
Khó chịu nhé. Ok. Bách hậu, mình sẽ để dành con kia vậy. Nhưng mà con này có chiêu khắc hệ. Quên là nó có chiêu khắc hệ nhỉ. Quên. Con này trâu máu nhất lên trên trước đi. Ôi, asteroid sao giết được. Quên. Bị nó đánh cho thêm phát nữa này, mất 11.000 máu này. Đau vãi. Trưởng à. Dùng Polite cộng thì có vẻ giết nhanh không? Đánh được 17.000, mình sẽ đánh được khoảng một đòn. Nó sẽ giảm máu xuống. Giảm máu xuống đi em. Còn 48.000 cơ. Trâu thật. Swap sang con Monkey Dedofi của chúng ta và sử dụng Cannonball. Đánh nó 29-30. Ngang cơ thôi. Tiếp tục dùng Cannonball, sau dùng một chiêu của con Black Hole nữa là xong. 17.000. Đó, giảm máu xuống rồi. Black Hole. Hoặc không, không phải Black Hole mà là Icy Wind. Băng giá 19.000. Victory. Chiến thắng đơn giản. Thêm 3 đồng tiền nữa này. Đã thành 3/20. 2 Comets. Lại là 2 Comets. Còn 2 trận nữa đúng không? Đây rồi. Team mày ăn tốt. 27. Chúng ta leo rank nhanh thôi. 6k6 đấy. Vì lên 6k8 nữa là mắc. Cố gắng tranh thủ leo. Đang có team ngon này, tranh thủ leo thôi. Chứ cần đợi lúc nào nữa đúng không? Chiến mẹ luôn đấy. 27 đối với 27. Máu ngang nhau. Nhưng mà đam sao nó bé nhỉ. 15.000. Mình đánh lúc nào cũng phải được 17.000 luôn cơ. Ồ. Đánh đi. Xong nha. Swap sang này. Tẹt bô nha anh. 27 à. Con cấp 27. Apocalypse. Nó có chiêu băng giá khắc chế mình. Terra. Terra thì đen đủi rồi. Thế nhưng Terra này quá đen đủi rồi. Warfish. Yes. Apocalypse. 18k. Warfish này. Xuyên tâm. Oh. Wow. Này thì đánh này. Chết chưa. Win thôi. Nhẹ nhàng. 3 đồng tiền nữa này. 30, 28. 2 Pirates à. Thôi mình sẽ để sau đánh đi. Đánh nhiều cái đấy quá rồi. Chúng ta sẽ cần phải vào trong cái đảo vũ trụ đó. Mình sẽ cần phải lấy các nguyên liệu trong này. Và rất là nhiều thứ cần phải làm. Đây rồi, chúng ta nâng cấp xong được cái này rồi đấy. Lấy thêm cái gì nhỉ? Platinum. Sau đó sẽ tiếp tục là cày cuốc. Cuốc đất này. Chúng ta sẽ nâng cấp mấy cái này lên cấp 5 nữa. Tất cả đều cấp 4 hết rồi. Mình sẽ nâng từ cái này lên cấp 5 nhá. Yêu cầu là 4.500 Platinum à. Rồi mình sẽ quay lại sau vậy. Quay trở ra đã. Ok, và chúng ta sẽ vào test thử với cái con mà chúng ta lúc ấy vừa nâng cấp. Con rồng X. Con rồng hàm X. Con rồng cầm ếch thì chuẩn hơn. Đây rồi. Mình sẽ vào thôi. Cũng chưa có cái gì làm đúng không? Vút gôn lên này. Đấy. Chỗ này thì đưa rồng đi luyện tập các thứ đó. Xây dựng nhà cửa đó. Building này. Hai mảnh nữa đúng không? Duck White, Phi Gia Đại Vương, Joju Kim Cương. Bốn con. Phía dưới này cũng cho bưởi thôi. Chẳng quan tâm lắm. Gửi rồng đi. Hoàng đế rồng Basil Andrew. Đấy, bốn con được đưa đi rồi. Nào, mình sẽ vào trong phần Lewis. Test thử con kia mới của chúng ta nha. X-Dresh Kaido. Mình muốn test thử con gì nhỉ? Đây, mình sẽ bỏ con này đi nhá. Chúng ta sẽ không, con này để luyện đúng không? Con này để luyện, quên mất là nó sẽ cần phải để luyện. Rồi, và chúng ta sẽ test thử một trận cái con mới của chúng ta nha. Con nó cấp 8 à.
Con rồng hàm ếch đâu rồi? Cấp 8 đúng không? Đây, cấp 8 đây. Có rất là nhiều rồng cấp 8. Để ý kỹ không là nó sẽ bị vượt qua. Chưa tới, chưa tới. Con đấy dễ nhận ra mà. Nhìn đây rồi. Chuklas. Đấy. Rồng hàm ếch của chúng ta. Chúng ta sẽ chơi một trận nào. Vào và mình sẽ test thử con mới luôn. Các skill của nó như thế nào. Xem ra chiêu thức như thế nào. Trong ngoài có đẹp không. Wow, gặp ngay heroic kìa. Oh, wow, wow, wow. Mình có Storm này. Oh, thổi ra một cái luồng khí độc à. Đúng là một con cóc, con ếch. Bùa. Ai chà. Ghê ghê, 10k máu. Chẳng có chiêu gì đã hạ nó rồi. Dành dùng Warfeed đấm nó giảm máu. Máu trâu thật. 14k. 9k này. Swap sang X-Ray của chúng ta. Sử dụng tuyệt chiêu là Astro Hit. Khỏe nhất, hook. Trời ơi, còn 800 máu. Này thì hook này. Chết em. Tiếp theo sẽ là Poor Ducks. Poor Ducks. À không phải, Double gì nhỉ? Double Duck à? À Poor Duck. Poor Duck là chuẩn rồi. Một chiêu không được đâu. 13 phải ít nhất là 2 chiêu. Cắt đầu cắt cổ. Này thì Duyên nhảy 13k. Lại hệ vua. Vãi trưởng thật. Làm hệ vua thế. Chắc là mình sẽ chết mất thôi. Swap 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 sang. Điều ra một đấm có chết được không? Không chết được cơ. Đấy. Đánh một chiêu này sẽ mất khoảng 8k. A trừ đấy. Luyện nhiều lên A trừ luôn. Duyên. Xong. Và rồi chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Dragon City. Bye bye.